xin chào các bạn. Thì sau vài ngày lăn lê bòn lết ở Hội An, Đà Nẵng thì hôm nay bắt đầu là chủ nhật, sáng chủ nhật bắt đầu anh em sẽ tiến hành về lại Sài Gòn. Thì mới đi từ khách sạn ra để bắt đầu chuyến hôm nay, tụi mình sẽ đi từ Đà Nẵng tới Gia Lai, 300 mấy chục cây á. Thì bắt đầu ở lại Gia Lai Pleiku một đêm, ăn uống ngủ nghỉ, rồi bắt đầu qua ngày thứ hai là đóng thẳng về Sài Gòn luôn. Dự kiến là sẽ 5-6 giờ ở Sài Gòn á. Vậy thôi, let's go. Tâm 162 cây.
thấy trâu với bò tôi sợ lắm Long à.
ta nước mắt hả? Không gì ra chứ hết tải cho đi mọi nơi á, đi ngồi chơi chứ anh ơi. Thank you.
đúng rồi, ô lắc. Dạ đầy người rồi anh Sơn ơi, phòng đầy người rồi không kết nối được. Dạ. Đủ 15 người, đủ 15 cái cado rồi. Anh Nguyên. Nguyên. Dạy. Chụp cá để kỷ niệm mà. Cá nữa rồi. Dẹp. Chị dẹp. Cá đồ mình vô đây không? Ai kêu mình lên chỉ hay chi? Ai cái kêu? Vô làm cái đi. Ăn nào, quý, quý, quý. Có tướng nè, đứa tướng nè, đi lại cho em lấy nè. Má đã tao dặn rồi là không.